Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn là phóng sự biểu tình tại Tòa đại sứ Trung Cộng và Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam. Trong phần 2 là chương trình phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng thực hiện với nhà văn Uyên Thao. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc biểu tình trước hết là trước sứ quán của Tàu Cộng để nói lên cái tinh thần bất khuất của người dân Việt. Chúng ta làm tròn bổn phận của công dân Việt Nam là nhất định không chấp nhận mọi sự xâm lược của Bắc Phương. Và chúng ta thấy rằng là dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt ở khắp thế giới từ Úc, Châu, Mỹ và Á Châu cũng như Việt Nam đều dứt khoát sẵn sàng mạnh mẽ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thứ hai, chúng ta thấy rằng trong khi Cộng sản Việt Nam làm ra vẻ cứng nhưng vừa cứng vừa run, thì người Việt chúng ta phải khẳng định rằng người Việt chúng ta không sợ hãi, không run sợ về hèn nhược giống như Cộng sản Việt Nam. Và do đó chúng tôi làm một cuộc biểu tình thứ hai từ Tòa đại sứ Tàu Cộng qua Tòa đại sứ Việt Cộng để nói lên rằng nếu mà Việt Cộng mà thực sự vì quyền lợi của dân tộc thì phải thoát tàu và trở về với dân tộc Việt Nam. Và việc đầu tiên trước hết là phải kiện, mạnh mẽ kiện Tàu Cộng trước tòa án quốc tế, và thứ hai phải trả tự do cho tất cả những con dân Việt Nam đã bị Cộng sản Việt Nam bắt vì đã thể hiện tinh thần chống tàu trong suốt thời gian qua. Vâng, tôi là Trần Quan Niệm đến từ New Jersey. Thưa quý vị, tất cả những chúng tôi rất mong mỏi những cái cuộc biểu tình như thế này để nói lên tiếng nói của người hải ngoại, yểm trợ quốc nội và của toàn dân Việt Nam chống Tàu Cộng xâm lăng. Và thưa quý vị thấy đây, chúng ta đứng ở Tòa đại sứ Trung Cộng và điều này là điều rất cần thiết. Chúng tôi kêu gọi tất cả các cộng đồng nên tất cả đều có cái sự biểu tình như ngày hôm nay để cho họ thấy rằng, Tàu Cộng thấy rằng dân Việt Nam là dân tộc anh hùng, phải chống. Còn nói thì rất nhiều, cái lòng căm phẫn của người Việt Nam, lòng ái quốc của người Việt Nam, từ quốc đội tới hải ngoại đều mong mỏi rằng dư luận quốc tế giúp Việt Nam để đuổi Tàu Cộng được xâm lạc bãi tư chính của cộng đồng Việt Nam. Thành ra đây là cái mục tiêu chính và xa tới mấy chúng tôi cũng tới đây để tham dự. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả. China stop invading in Vietnam. China stop invading in Vietnam. Dạ, chúng tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Hồng Lân, tôi là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia ở Central Virginia. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đến đây để hợp tác với quý đồng bào yêu nước để mà chống lên tiếng chống tụi Trung Cộng đã xâm lấn nước Việt của chúng ta, xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta nữa. Và chúng tôi rất là phẫn uất khi mà thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam không dám lên tiếng, bởi vì họ đã mắc nợ tụi Trung Cộng quá nhiều rồi, họ lệ thuộc vô Trung Cộng quá lâu rồi, thành ra họ không dám. Chúng tôi ước mong họ nhận thấy như vậy để họ tự từ chức hết đi, để mở một cuộc tổng tuyển cử trong nước để cho chúng ta, cho dân Việt Nam tự lựa một chính phủ mới, nghĩa là không có lệ thuộc vào ai hết. Khi mà mình không lệ thuộc vào ai thì mình mới chống đối mạnh mẽ được. Thành ra đó là cái ước mong rất là mạnh mẽ của tôi. Tôi xin cảm ơn. Down with the red China! China stop invading Vietnam! Tôi là Đinh Văn Cận, từ Canada, Toronto đến đây. Khi biết được hôm nay cộng đồng ở Washington DC tổ chức chống Tàu Cộng cướp nước Việt Nam, đá đảo bọn hèn với giặc ác với dân,
dâng đất cho Tàu. Đây là động lực mà tất cả các người dân Việt Nam quan tâm đến đất nước và lãnh thổ của mình. Tôi cũng là một trong những đồng bào đó đến đây cùng hỗ trợ, cũng đồng hành với bà con ở DC, giống như tiếng nói, và mong mỏi rằng tất cả những người dân chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước của cha ông. Nó không phải là đất nước của bọn cộng sản dâng đất cho Tàu. Tôi là Nguyễn Ngọc Kim, đến từ Pennsylvania, nằm trong cộng đồng của Philadelphia. Sự hiện diện chúng tôi đến ngày hôm nay là để hiệp thông cùng đồng bào trong nước tẩy chay và kêu gọi đồng bào trong nước hãy đứng dậy, vì Trung Quốc đã chiếm, ngoan cố chiếm đại bãi Tư Chính, tức là xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân ở hải ngoại cũng như trong nước đều đứng dậy để đòi lại quê cha đất tổ chúng ta mà ngàn năm ông cha ta để lại. Dạ, xin cảm ơn. Tôi tên là Nguyễn Tấn Sông, tôi đến từ Boston, Massachusetts. Trong xe chúng tôi khoảng còn 7 người. Sở dĩ chúng tôi đến đây là ai cũng biết là Trung Cộng đã chiếm đất, chiếm đảo và chiếm rừng, và chiếm cả không gian, chiếm cả biển nữa. Thành ra chúng tôi cần phải phản đối, chống lại cái mưu đồ bá chủ toàn cầu và giúp đỡ cho những người trong nước đứng lên tranh đấu. Đó là cái nhiệm vụ tất cả những người Việt, dù bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở một góc trời nào, cũng phải làm cái công việc mà mình phải làm. Hôm nay, các đồng hương của chúng ta từ Washington cũng như là các vùng lân cận như là Pennsylvania, New Jersey, rồi đi luôn cả từ Massachusetts, Canada, Virginia, Maryland đã tụ họp nhau rất đông để mà phản đối Trung Cộng trước tòa đại sứ của Trung Cộng. Tại đó, chúng ta đã nói lên những cái gì chúng ta cần phải nói, chống Tàu xâm lăng Việt Nam. Chống Tàu đang có những cái mưu toan đi vào cái bãi Tư Chính để mà cố tình dùng nơi đó là một cái căn cứ gì đó mà chúng muốn trong tương lai. Sau khi chúng ta phản đối, hô hào và tuần hành biểu tình, bây giờ chúng ta đã đến được trước sứ quán của Việt Cộng để nói lên tiếng nói của các đồng hương chúng ta, cũng như là bào trong nước, cho thấy rằng là Việt Cộng, Cộng sản Hà Nội là những thành phần hèn với giặc, ác với dân, để cho đất nước chúng ta lúc nào cũng bị xâm lấn, bị bắt tiếng của con Tàu. Người Việt Nam, dân Việt Nam máu đỏ da vàng, người Việt Nam đâu sợ chi và lũ hát giang. Vì Việt Nam quê hương mình, vì an nguy của nước nhà, đồng bào ơi đứng lên bài ca. 1000 năm trong lầm than nỗi đau còn, 1000 năm vẫn hùng anh dòng giống cháu con. Từ hôm nay hãy đứng dậy cùng chung tay đánh tan giặc Tàu, giành tự do vinh quang cho muôn đời sau. Giặc Hán ta còn đây, thề không cho lũ bầy vào nơi này. Giặc Hán quân tàn tham, cút ngay khỏi Việt Nam. Listen now, get out of Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý đồng nghiệp và quý thân hữu tham dự dạ tiệc dạ vũ mùa thu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019, 7 giờ tối đến 12 giờ khuya tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia, 7260 Arlington Boulevard.
số điện thoại 703-573-6000. Với sự hiện diện của ca sĩ Ý Lan và ban nhạc The Red Sun. Xin liên lạc dược sĩ Trần Kim Long 410-707-6203, bác sĩ Nguyễn Khoa 571-277-8791.